Trước hết thì Quốc Thái xin phép gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài Vstar TV trên băng tần 57.11 và Galaxy 19 đi toàn quốc Hoa Kỳ và Canada có thể xem chương trình được. Chúc quý vị một ngày vui tươi, hạnh phúc và thật bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Quốc Thái rất là hân hạnh để đón tiếp anh Peter Nguyễn. Anh là một chuyên gia chuyên về Index Annuity. Quý vị sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu về cái Index Annuity là gì. Và anh đại diện cho rất nhiều những hãng bảo hiểm tại hải ngoại này, tại Hoa Kỳ. Và bây giờ nếu mà quý vị nào muốn biết thêm chi tiết, mà muốn có những cái sự cố vấn của anh Peter Nguyễn trong cái công việc mà bảo hiểm về như là sức khỏe cũng như là bảo hiểm về nhân thọ, thì quý vị có thể gọi về 714-402-6827. Quý vị nhé, một lần nữa 402-6827. Cô Thái gửi lời chào thân ái đến anh Peter. Xin mời anh có vài lần khán giả của đài thưa anh. Dạ, tôi là Peter Nguyễn, là một agent chuyên về Index Annuity và đại diện cho rất nhiều hãng nổi tiếng như AIG, Voya Financial. Vâng. Hôm nay Peter xin hân hạnh kính chào quý khán thính giả của đài Vstar và kính chào anh Quốc Thái. Cảm ơn anh đã tới đây ngày hôm nay. Thưa anh, nếu mà nói là một agent chuyên về Index Annuity, như vậy thì mình cũng phải cho khán giả biết Annuity là gì thưa anh? Dạ vâng, theo định nghĩa của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc gia NAIC thì Index Annuity là một hợp đồng bảo hiểm mà trong đó hãng guarantee sẽ cung cấp lợi tức suốt đời người cho quý vị. Cái lợi tức này sẽ đi theo một chu kỳ cố định nào đó, chẳng hạn như hàng năm hoặc hàng tháng. Đổi lại, quý vị sẽ giao cho hãng một số tiền gọi là premium. Thì theo định nghĩa này, chúng ta có thể tạm gọi annuity là một hợp đồng lợi tức. Hợp đồng lợi tức phải không anh? Dạ vâng. Mình dịch qua tiếng Việt Nam là hợp đồng lợi tức. Thì thưa quý vị, hợp đồng lợi tức như vậy thì những người nào mà họ tham gia vào cái chương trình như vậy đó, họ có được tiền lời hay không anh? Dạ vâng thưa anh, họ có được chia tiền lời và tiền này được chia theo hàng năm. Nghĩa là nó như thế nào anh? Anh khai triển thêm về cái vấn đề hàng năm này. Dạ vâng. Thứ nhất là cái tiền lời hàng năm này đó là mình không có phải đóng thuế, gọi là tax defer đó anh Quốc Thái. Vâng. Thì tiền lời cái sẽ đẻ tiền lời con, do đó mình sẽ có lợi hơn. Thứ hai là hãng sẽ chia cái tiền lời này theo từng loại hợp đồng lợi tức đó anh Quốc Thái. Vâng. Nào nếu mà mình theo chia theo cái vấn đề lợi tức như vậy đó, thì nó chia theo hàng tháng hay hàng năm hay là như thế nào anh? Dạ, cái phần trăm của nó ra sao? Dạ vâng, thưa anh thì họ sẽ chia theo hàng năm, thì họ chia theo 3 loại hợp đồng lợi tức. Loại thứ nhất á, là loại cố định Fixed Annuity. Vâng. Thì loại này họ bảo đảm vốn cho mình, nhưng mà họ chia lời cho mình theo một cái guarantee khoảng từ 2-3% là nhiều anh Quốc Thái. Cái đó là Fixed Annuity. Fixed Annuity. Vâng. Dạ thưa anh, loại thứ hai đó là loại dao động, gọi là Variable Annuity. Thì loại này họ chia tiền lời cho mình đi theo cái thị trường, có thể lời nhiều nhưng mà cũng có thể lỗ. Vâng, thưa loại thứ ba là loại đi theo chỉ số, gọi là Index Annuity. Vâng. Thì đây là cái loại mà Peter Nguyễn xin được hân hạnh với quý vị khán thính giả của đài Vstar hôm nay. Ok, thưa quý vị, mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với anh Peter Nguyễn quý vị nhé. Anh có rất nhiều những kinh nghiệm trong cái vấn đề Index Annuity mà chúng ta đang nói chuyện đến. Thưa quý vị, nếu quý vị nào muốn liên lạc với anh Peter Nguyễn, xin liên lạc thẳng về số điện thoại 714-402-6827. 402-6827 quý vị nhé, với anh Peter Nguyễn. Và bây giờ thì bắt đầu mình đi vào cái chi tiết về Index Annuity thưa anh. Dạ nó vâng. Như thế nào, nó lợi cho khán giả của Thái ra sao và những người mà tham gia cái chương trình đó? Dạ vâng thưa anh, theo CNN Money thì Index Annuity là một sự kết hợp tuyệt vời giữa cái loại Fixed Annuity và loại Variable Annuity. Vâng. Thưa anh, hai cái ưu điểm của hai loại vừa rồi đó, cả Index Annuity đều có, cả hai. Thứ nhất á, là họ được guarantee vốn và lời. Hãng guarantee là tiền lời sẽ không bao giờ xuống dưới 0%. Cái lợi thứ hai, cái ưu điểm của cái loại Index là mình được tham gia vào một chỉ số nào đó. Nhờ vậy mà tiền lời của mình sẽ được cao hơn là loại Fix. Ok. Dạ. Nào thưa anh, nếu mà mình đang nói rằng là cái tiền lời nó chỉ có 2-3%, theo anh như vậy, trong một năm nhé, theo anh như vậy là nó có ít không? Hay là nó như thế nào? Anh chia sẻ về phần này bởi vì anh có kinh nghiệm nhiều. Dạ vâng, cái loại Fixed Annuity đó thì cái loại này
rất là cổ điển và dành cho những người rất là conservative. Dạ. Rất là lớn tuổi rồi thì họ chỉ được 1 hoặc 2%, họ chỉ muốn bảo vệ cái vốn họ thôi. Thì cái loại này đa số khách hàng của Peter không thích lắm. Loại thứ hai là variable, thì quý vị cũng biết trong thời gian qua, những năm 2008 thị trường xuống rất là thê thảm và nhiều người khách hàng cũng rất là buồn khi cái số tiền họ bị dao động như vậy. Thì cái sản phẩm thứ ba này đó mới có gần đây và được được nhiều cái sự ủng hộ về luật. Peter sẽ nói thêm tại sao, và vì vậy mà cái loại thứ ba này là loại index, cái tiền lời của nó cao hơn cái loại fix và cái sự dao động của nó là được bảo đảm không xuống dưới 0% anh Quốc Thái. Dạ vâng, thưa với quý vị, anh Peter Nguyễn là một trong những người mà đã hành nghề về vấn đề bảo hiểm này rất rất là lâu rồi. Và nếu mà quý vị nào đang có gặp những cái trở ngại về những cái policy mà quý vị đang có, cũng có thể đến với lại anh Peter Nguyễn để anh có thể giải quyết cho quý vị và cho quý vị biết rằng là quý vị đang gặp phải những cái như thế nào, thì cái nào là tốt hơn và cái nào thì nên tránh xa. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay đang nói về Index Annuity. Đây là một trong những cái program mà phía bên anh Peter đang đưa đến. Như vậy thì thưa anh, mình biết về Annuity rồi, thì bây giờ cái chữ index đó là cái gì thưa anh? Vâng thưa Quốc Thái, index là chỉ số. Chẳng hạn như chỉ số S&P 500, tức là chỉ số của 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Nếu quý vị chọn chỉ index này đó, thì hãng bảo hiểm sẽ để số tiền của quý vị đầu tư vào 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Ok. Như vậy thì cái tiền lời của S&P 500 trong năm vừa qua, mình đang nói về 2017, dạ nó vâng. Như thế nào, lên xuống ra sao? Dạ vâng, trong năm 2017 thì S&P 500 đã được return trên 19%. Cao quá nhỉ? Dạ vâng, năm vừa rồi kinh tế rất tốt. Tuy nhiên, tùy từng loại hợp đồng mà quý vị không có hưởng hết cái số 19% này, nhưng mà hãng bảo hiểm sẽ khấu trừ đi một số phần trăm nào đó, trung bình là từ 2 đến 5%. Như vậy thì quý vị có thể sẽ được hưởng lợi là từ 12 đến 17% trong năm qua. 12 đến 17%, quý vị biết rồi, bây giờ quý vị đang bỏ vào những cái CD đó thì khoảng chừng 2-3%, chưa tới nữa hai cho một năm. Rồi nếu mà quý vị bỏ tiền vào nhà bank saving đó, thì có lẽ chừng là khoảng chừng 1%, chưa tới 1% nữa cho một năm. Mà bây giờ ngày hôm nay khi quý vị bỏ vào Index Annuity thì con số nó lên đến gần 12-19%, đúng không ạ? Tùy theo nó lên xuống ra sao. Như vậy thì thưa anh, nếu mà nói ở đây cái Index Annuity, vậy cái mình gọi là chung chung là hợp đồng chỉ số đi, đúng không anh? Những cái hợp đồng chỉ số này đó, tiếng Việt Nam kêu như vậy, thì nó đã thông dụng từ lúc nào vậy anh hả? Dạ vâng thưa anh Quốc Thái, tháng 7 năm 2010, nhằm để vực nền kinh tế ra khỏi một cuộc đại khủng hoảng của năm 2008, thì Quốc hội đã thông qua một đạo luật cải cách, gọi tắt là đạo luật Dodd-Frank. Thì đạo luật này đã nới lỏng các luật lệ về đầu tư cho các hợp đồng chỉ số Index Annuity. Nhờ vậy mà từ năm 2010 trở đi, hợp đồng Index Annuity, tức là hợp đồng chỉ số, đã trở nên khá thông dụng và được dân chúng Mỹ ủng hộ nồng nhiệt. Chẳng hạn như năm 2015, chỉ với cái hợp đồng chỉ số này không đó, mà dân chúng Mỹ đã đổ vào đó tới 50 tỷ Mỹ Kim. Và năm 2016 thì họ đã đổ vào cái hợp đồng chỉ số tới 60 tỷ Mỹ Kim. Như vậy là nó đã mạnh từ năm 2010 trở đi đó, là khoảng chừng 7-8 năm vừa qua. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với anh Peter Nguyễn quý vị nhé. Quý vị cũng như Quốc Thái thôi, cũng sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi, mà câu hỏi nào quý vị có, xin đặt với lại anh Peter qua cái số điện thoại là 714-402-6827. Một lần nữa nhắc chậm lại, đó là 714-402-6827 quý vị nhé, anh Peter Nguyễn. Thưa anh, cái loại hợp đồng chỉ số này đó, nó có áp dụng được chẳng hạn như là những cái quỹ hưu trí của những người Việt Nam? Anh biết rồi, Việt Nam mình qua bên này cũng đã gần hơn 40 năm rồi. Đúng rồi, thì chắc chắn là sẽ có những người có những cái quỹ hưu trí đó. Thì có thể áp dụng được hay không anh hả? Cảm ơn anh Quốc Thái. Cái chương trình hợp đồng chỉ số này áp dụng rất là lợi cho các chương trình hưu trí, các quỹ hưu trí chẳng hạn như là 401k, SEP, IRA hoặc là Roth IRA. Rất là tốt đó thưa anh. Như vậy thì thưa anh, mình nói chung chung là những cái hãng bảo hiểm này họ có đòi hỏi rằng cái số tiền tối thiểu
để bỏ vào cái hợp đồng chỉ số mình đang gọi là cái index annuity không anh? Cái minimum là nó ra sao? Dạ vâng anh Quốc Thái, thì tất cả các hãng mà Peter đại diện họ đều đòi hỏi một số tiền tối thiểu. Chẳng hạn như hãng AIG thì họ đòi hỏi tối thiểu là 25.000. Còn hãng Voya Financial thì họ đòi hỏi tối thiểu là 15.000 đô la. So, 25.000 và 15.000 đô la. Dạ vâng. Anh hồi nãy anh có giới thiệu rằng là anh đại diện cho hãng AIG là một trong những cái hãng bảo hiểm rất là lớn của Hoa Kỳ này. Dạ vâng. Thì thưa anh, cái lợi điểm của AIG là cái gì trong cái trường hợp này? Dạ vâng. Thưa anh, là ưu điểm thứ nhất đó là số tiền của quý vị được tham gia vào một cái sự thành tựu chung của những hãng bảo hiểm, của những hãng công ty lớn có tên tuổi và được hãng AIG bảo vệ, bảo đảm tiền lời và tiền vốn của quý vị không bao giờ xuống dưới 0%. Hay nói một cách khác là lời mình ăn, lỗ thì hãng chịu. Và thưa, cái ưu điểm thứ hai đó là nếu mà quý vị từ 50 tuổi trở lên thì quý vị còn được hãng AIG bảo đảm cho mình cái tiền lời là 7.5 một năm. Và nếu sau 10 năm chưa lấy ra thì hãng bảo hiểm sẽ bảo đảm là số tiền của mình tăng gấp đôi, tức là thành 200%. Thưa anh, cái ưu điểm thứ ba, và ưu điểm này là rất là đặc biệt, đó là quý vị được chọn thêm một cái option gọi là Lifetime Guarantee Income. Quý vị có quyền lấy cái tiền lời để làm lợi tức suốt đời người mà vốn vẫn còn đó, để sau này khi mình trăm tuổi già thì mình có quyền cho cái số tiền đó cho người thân của mình, hay còn gọi là beneficiary của mình, anh Quốc Thái. Để biết thêm chi tiết và làm chủ cái hợp đồng Index Annuity, quý vị liên lạc với anh Peter Nguyễn quý vị nhé. Xin liên lạc về 714-402-6827, đó là 714-402-6827, vì thời gian chúng tôi không còn nhiều nữa. Quốc Thái xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đặc biệt là anh Peter Nguyễn. Hẹn gặp lại anh vào nhiều chương trình kế tiếp thưa anh. Xin mời anh có vài lời cuối đến quý vị khán giả của Quốc Thái. Peter Nguyễn xin kính chào và cảm ơn quý vị khán thính giả của đài Vista. Và xin cảm ơn anh Quốc Thái. Dạ, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, chia tay quý vị nơi đây với cái số điện thoại của anh Peter Nguyễn quý vị nhé. Đó là 714-402-6827. Cảm ơn quý vị rất nhiều.